Xin chào, hôm nay Laven Việt Nam sẽ giới thiệu với các bạn máy tạo oxy 5 lít Carol của hãng Carol Medical, hàng xuất Mỹ, máy mới được mở ra, hàng vừa về đến nơi. Đây là toàn bộ phụ kiện của máy tạo oxy 5 lít Carol, bao gồm bình tạo ẩm, phụ kiện sử dụng khí dung khi cần thiết. Ở đây có hai đường dẫn oxy để thở. Đây là bộ phụ kiện liên quan đến tấm lọc, đặc biệt có cái đầu chia khí ra để có thể sử dụng cho hai người khi cần thiết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vận hành máy. Đầu tiên là chúng ta phải cắm điện vào. Và lưu ý, các bạn lưu ý là phía sau có nút bật nguồn. Các bạn nhấn vào đây. Và khi bạn nhấn vào muốn đợt nguồn thì đèn hiển thị power sẽ sáng màu xanh, nghĩa là máy đã có điện và sẵn sàng để chạy. Đây là máy Carol 5 lít. Giờ chúng ta sẽ cùng vận hành máy. Nhấn nút khởi động. Và máy bắt đầu chạy. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng động cơ rất là êm ái. Máy rất dễ di chuyển. Tại vì nó có bốn bốn chân. Nó có bốn bánh chân, có bánh xe để di chuyển. Hiện tại máy đang vận hành ở mức lưu lượng đầu ra là 5 lít trên phút. Số 4 ở đây nghĩa là máy đã được nhà sản xuất test kiểm tra sử dụng trong 4 giờ. Và khi mà máy chạy với cái lưu lượng đầu ra là 5 lít trên phút thì đèn hiển thị báo normal màu xanh, nghĩa là đầu ra đạt cái tiêu chuẩn oxy sử dụng cho y tế. Đây là phím bấm điều chỉnh lưu lượng. Các bạn có thể tăng giảm lưu lượng khi cần thiết. Ví dụ như mình có thể tăng lên. Đấy thì bạn thấy là lưu lượng bắt đầu hiển thị tăng lên. Hiện tại là mức 5.4 lít trên phút. Thế thì máy có thể tăng lên đến bao nhiêu thì chúng ta thử tăng tối đa. Các bạn chú ý cái đèn ở đây, các cái bạch báo ở đây, 2, 4, 5 bạch báo. Đấy nghĩa là mức tối đa. Chúng ta đợi một chút. Đây là phím báo nguồn điện. Đây là phím báo về cảnh báo về nồng độ oxy có đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn. Khi mà nồng độ oxy đạt tiêu chuẩn thì đèn sẽ là màu xanh. Như vậy chúng ta có thể thấy là ở mức 7.9 lít trên phút thì đèn cảnh báo nồng độ oxy vẫn là màu xanh normal, nghĩa là hoàn toàn đủ điều kiện để sử dụng cho y tế. Đây là các phím bấm tạo oxy hoặc là chạy chế độ khí dung. Khi bạn muốn chạy chế độ khí dung thì bạn nhấn một lần nữa vào đây. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái điều khiển từ xa. Đây là phần liên quan đến hẹn giờ của máy. Ví dụ bạn muốn chạy máy trong bao lâu đó, 5 tiếng, 2 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng. Đấy,
khi nào chúng ta muốn sử dụng khí dung thì chúng ta sẽ nhấn vào đây một lần nữa. Còn mặc định thì máy là luôn ở chế độ tạo oxy. Như vậy, ở mức 8 lít trên phút, đèn cảnh báo oxy vẫn là màu xanh, nghĩa là vẫn đủ điều kiện để cho các bạn sử dụng cho y tế. Chúng ta sẽ tăng thêm nữa, lưu lượng. Tại máy đang chạy với cái lưu lượng 9.9 lít trên phút và đèn cảnh báo vẫn là màu xanh. Đèn cảnh báo oxy ra vẫn là màu xanh, nghĩa là hoàn toàn có thể sử dụng khi cần thiết. Đây, chúng ta sẽ xem phía sau máy. Chỗ để mình bình tạo ẩm, để bình tạo ẩm vào trong. Đây là đầu ra của oxy, khí rất là mạnh. Đây là cổng đầu ra của khí dung. Khi bạn muốn sử dụng chế độ khí dung thì đấy, bạn sẽ tháo này ra, xoay để tháo ra. Đây là công tắc bật tắt nguồn điện, máy chính ha. Tại sao lại có cái âm thanh kia? Tại vì khi máy mà chạy được một thời gian ở cái lưu lượng 9.9 lít trên phút thì có cảnh báo, đèn có cảnh báo đang nhấp nháy. Đấy, các bạn nhìn thấy này, màu da cam. Service nghĩa là oxy đã không còn đạt cái tiêu chuẩn có thể sử dụng trong y tế nữa, mà sử dụng trong các cái trường hợp những người mà người ta cần ở mức oxy thấp hơn, đơn giản chỉ là thư giãn để các bạn điều chỉnh giảm lại. Các bạn điều chỉnh giảm oxy về mức 5 lít. Cái công suất thông thường mà chúng ta sẽ sử dụng. Như vậy các bạn sẽ thấy là khi chúng ta điều chỉnh về mức xung quanh 5 lít trên phút thì sau một thời gian độ khoảng chưa đến 1 phút thì lượng oxy đầu ra được hiển thị là màu xanh normal, đèn cảnh báo normal, nghĩa là oxy đủ điều kiện để sử dụng cho y tế. Các bạn lưu ý là khi mà muốn tắt máy thì chúng ta phải nhấn off vào đây, nhấn off trước. Sau đó thì chúng ta nhấn tắt nguồn điện vào cho đến khi máy dừng hẳn. Cho nên rút nguồn điện ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.